Video này sẽ dành cho các bác đi xe Land Cruiser là C300 đang muốn nâng cấp âm thanh nhưng mà đang chưa biết mình phải làm cái gì, thì sẽ là một video đưa ra những giải pháp cho chúng ta lựa chọn để chúng ta nâng cấp âm thanh làm sao nó tối ưu nhất cho chiếc xe Land Cruiser là C300 của mình nhé. Khái quát qua về hệ thống zin của xe thì hệ thống zin của xe có 14 loa, trong đó là có 13 loa vệ tinh, hai trên góc của đa trên tắp lô ấy, sẽ có hai con mid ngửa lên, giữa sẽ có một con loa trung tâm, hai con tweeter nằm ở hai bên của đa, và hai bên cánh trước thì sẽ có hai con woofer đó. Ở cánh sau thì trên mỗi cánh sẽ có một con chắc, một con mid bass, và cái cốp ấy, cái miếng cốp hất lên ấy, thì sẽ có hai con mít ở đấy nữa. Đấy là tổng là 13 loa rồi, và cộng với một con subwoofer ở sườn phía sau bên lái chỗ cốp chúng ta, ở chỗ mà chúng ta lấy kích ấy, đúng không, mở ra lấy cái kích, thì bên trong đấy là một con subwoofer. Subwoofer theo xe nó là một con sub 8 inch, và cái thùng của nó rộng đấy, tôi cũng chưa thử để đổ nước vào xem nó bao nhiêu lít, áng áng tầm 15 đến 20 lít. Tại sao tôi lại đổ nước? Bởi vì này, thường là những cái thùng mà cái hình dạng của nó không được cố định, không được vuông, không được tròn, không được hình thang các thứ, thì tính thể tích rất là khó. Nên là cách đơn giản nhất để chúng ta đo thể tích của một cái thùng là chúng ta cứ đong nước đổ vào đấy xem nó bao nhiêu lít, thì chính xác là cái thùng đấy nó thể tích nó là bấy nhiêu lít, thì chúng ta sẽ rất là dễ và cực kỳ đơn giản, không có cái gì phải khó khăn cả. Ok, vấn đề tiếp theo của hệ thống âm thanh trên xe này là cái tiếng mid. Tiếng mid của chiếc xe này cũng gần tương tự như những cái chiếc xe khác mà có những cái dàn bao quầy theo xe, thì tiếng mid nó hơi ngạt ngạt như nào. Đây ví dụ tôi đang bị búi này, nếu tôi nói như này thì tiếng mid nó đang ngạt ngạt đấy, đúng không ạ? Đấy thì đấy là cách mô tả gần chính xác nhất hệ thống âm thanh trên xe này. Tiếng tweeter rất là tốt nhé. Con bass thì chúng ta vừa nói là con sáp rồi. Đây còn giải mid thì nó hơi ngạt một chút. Thế nên là muốn chúng ta kể cả chúng ta có tăng cái giải mid ở trong cài đặt lên thì nó cũng không tăng được nhiều, vì do là ở hãng họ đã cắt sẵn những cái tần số như vậy cho con mid range rồi, nên là nó không được có cái âm thanh đủ như tôi đang chia sẻ ở đây, như anh em đang nghe đó, thì có mấy vấn đề như thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp như thế nào, giải pháp như thế nào, thì tôi sẽ ở video hôm nay tôi sẽ đưa cho các anh em vài cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là bản thân con subwoofer của nó là con sub 8 inch, tuy nhiên ấy thì coi của nó khá là nhỏ, con đấy sử dụng cái 500 neodymium đấy, xíu hơi xíu. Thế xong cái màng của nó thì là màng giấy, thế thì khi chúng ta đánh trong một cái thùng như vậy nó sẽ không đủ lực, và chúng ta nghe bao giờ cũng thấy cái tiếng sub nó mềm, nó sâu ấy, nhưng mà nó không có lực. Thế thì cái giải pháp đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ nâng cấp con subwoofer. Nâng cấp con subwoofer thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thay vào nguyên bản cái thùng đấy luôn. Cái thùng đấy nó là con sub 8 inch rồi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thay nó vào bằng một con sub 8 inch khác, đuôi dài, máo đuôi dài. Chúng ta phải modify một chút cái miệng thùng, nó không quá là nhiều đâu. Khi sau này chúng ta muốn lắp lại con sub zin thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể lắp lại được con sub zin, và nó không ảnh hưởng gì cả. Modify một chút xíu thôi. Về subwoofer thì tôi hay dùng các hãng như là Foco hay là Morel, và có một vài các hãng nữa. Thế thì ở những hãng kia thì cái số lượng sub mà 8 inch cũng tương đối là hạn chế, nên tôi dùng nhiều nhất là Foco và Morel. Đấy, chỉ ở đây tôi đang có sẵn con đuôi dài là con Flux Evo P20FE, con mã nó lá này này. Con này là 8 inch này. RMS Power Max của nó được 500W. Con này là RMS là bao nhiêu đây? RMS của nó là bao nhiêu đây nhỉ? RMS Đâu, ở đây nó chỉ ghi là đây, RMS của nó là 250W và Max của nó là 500W. Đó, đây. Max 500W này, RMS của nó là 250W. Đó, thì đây là con sub 8 inch. Và đây là thông số của nó. Nó gần tương đồng với lại cái con sub theo xe luôn. Đây, chiều sâu của nó được gần 12 phân, và chiều rộng của nó phi là
tầm độ 19 cm. Đó, thì con này lắp vào nghe rất là mềm, rất là sâu và có lực hơn tương đối nhiều so với lại con sắp theo xe của xe. Rồi có một lựa chọn số 2 nữa là chúng ta hãy chơi con sắp Morel. Con này thì phí lực hơn. Con này là con Morel, mã là Ultimo của Morel. Đấy, con này công suất của nó đây. Con này là trở kháng là 2 ohm này. Công suất của nó là đến 800W và max của nó trong vòng 10 mili giây là đến 3000W. Đó. Thì mọi thứ, mọi thông số chúng ta đều có ở đây cả. À, đây nữa. Ở phía sau đây, hãng có thì rất là rõ ràng những thông số của cái sản phẩm ra đây. Đó. Morel là một hãng của Israel. Anh em nào mà chơi âm thanh lâu đời thì chúng ta sẽ biết đến cái thương hiệu Morel rất là nổi tiếng ở Home. Và bây giờ họ cũng có một loại sản phẩm cấp cho anh em chơi âm thanh ô tô. Ok, phương án đầu tiên, thái sắp. Thì những con sắp này ấy, âm ly của xe không đẩy được đâu. Thế nên là chúng ta phải sử dụng một con âm ly đẩy riêng cho nó. Âm ly đẩy riêng cho nó thì thường thường những con sắp như thế này thì chúng tôi sẽ dùng con Alpine SA60M đây. Là con này. Con này max đánh được 1000W. Thì con này rất là khỏe, tôi đánh cho rất là nhiều loại subwoofer và nó ra chất lượng cũng khá là ok ở cái mức tầm giá như vậy. Con này rẻ mà, con này có 7,5 triệu thôi, 7,5 triệu thôi. Con A60M này. Rồi thế thì mấy con sắp này cũng rẻ, tầm khoảng tổng giá thành khi mà chúng ta lên con sắp này rồi nhưng trên xe nó cũng rơi vào loanh quanh dưới 25 triệu. Dưới 25 triệu hoàn thiện hết cả công lắp đặt. Và đương nhiên rồi, khi đã đến với SK Workshop Hà Nội Audio thì tất cả những thiết bị chúng ta đi vào trong xe nó phải là chuyên nghiệp, an toàn và chuẩn chỉ anh em nhé. Rồi, đây là phương án đầu tiên, là chúng ta sẽ nâng cấp cái giải subwoofer. Rồi, phương án thứ hai là chúng ta sẽ nâng cấp tiếp đến loa. Thì thường như các bác mà đi xe LC300 ấy thì các bác là ngồi hàng ghế thứ hai là chính. Nên là cái phương án nữa, sau cái phương án sau khi chúng ta đã lên sắp rồi đúng không, thì chúng ta sẽ phải có một phương án nữa là chúng ta sẽ nâng cấp loa và âm ly DSP. Thế thì nếu như mà chúng ta giữ lại, chúng ta chỉ nâng cấp loa không ấy, ví dụ như là cái bộ ba quay này của đây, bộ Bowie PE Flag Evo PS165F3E này của Foco này. Đó. Nên lên cái bộ như thế này mà chúng ta vẫn để lại cái âm ly zin của xe để đánh ấy, thì nó rất là đuối. Nó bắt buộc khi mà chúng ta nâng cấp những cái loa chất lượng cao như thế này vào ấy, thì là chúng ta phải có thêm một con âm ly DSP nữa. Để nó lên sử dụng âm ly thường cũng được. Thế nhưng mà khi mà nó lên như thế này rồi thì chúng ta tốt nhất là nên dùng một con âm ly DSP để chúng ta đẩy nó lên. Phương án này khá là tốn kém. Nếu mà để anh em nâng cấp lên một bộ loa nó tương xứng hoặc là nó sẽ phải tốt hơn cái bộ theo xe hiện tại, thì tầm thấp nhất ta phải lên một cái bộ Flag Evo 165F3E, PS165F3E này. Con này có giá là 25 triệu cho một cặp loa 3 way. Đó là phương án đầu tiên, chúng ta sẽ thay loa. Tất nhiên rồi, các loa này sẽ thay hết vào các vị trí zin nguyên bản của xe. Còn nếu anh em có nhu cầu mà để muốn chất lượng tốt nhất thì chúng ta sẽ phải modify để đưa hai con mic lên phía trước người nghe. Có thể là cột B, có thể là trên hai cánh tắp bi cánh cửa sau. Thì cái đấy phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người thôi. À, ngoài cái bộ
FBE này ra thì chúng ta còn rất là nhiều sự lựa chọn của những dàn loa ba way khác. Chúng ta có thể nói đến ở đây như là, đây để tôi lấy ra luôn nhé, bộ model đây, Alex Carbon 63A 6.5 inch ba way active. Bộ này có giá là 64 triệu. Đó, bộ này có giá là 64 triệu. Thế thì so với cặp 25 triệu này và cặp 64 triệu này thì nó khác nhau cái gì? Đương nhiên là nó phải khác nhau rồi. Không có cái gì sinh ra mà nó giá nó khác nhau mà chất lượng nó không khác nhau cả. Điều đó thì chúng ta cũng phải ghi nhận, đúng không ạ? Cũng phải ghi nhận thực tế là như thế.